Làm bánh tí hon nhưng nguyên liệu nhất định phải chọn loại ngon. Thêm mớ trứng cút nhỏ nhỏ cùng vài ba trái bí đỏ. Sắc bí, hấp bí trước khi tạo hình cho mấy cái bánh màu vàng bé tí. Bột mì màu nhạt thường dùng để chế biến bánh mì lạc. Cũng có thể cho thêm thanh long nếu thích bánh màu hồng, rồi chia bột đều nhau để bánh khỏi bị chín trước chín sau. Theo dân á thì làm cái bánh mì nhỏ như vậy, cái thú của nó là gì? Cái bánh mì là khi mà mình cho ra lò là cái niềm vui của mình, đó là mình đem đến cái niềm vui cho em nhỏ và mình đem đến những cái ký ức tuổi thơ cho người lớn nữa. Mình cảm thấy đó là một điều thú vị đối với bản thân mình. Quý khán giả biết không, hồi sáng giờ theo dân á thì tôi cũng học được một chút xíu của nghề làm bánh. Cứ khoảng 600 gram bột mì như thế này thì sẽ cho ra tầm 250 bánh tí hon. Cái bánh nhỏ coi vậy mà có vỏ, hương trái cây ăn vào ngon ngất ngây. Riêng bánh bí rất dinh dưỡng cho mấy bạn bé tí, ăn vừa đủ là không cần thêm rau củ. Tạo hình thì lâu nhưng vào lò nướng thì rất màu. Bánh chín rồi cả nhà ơi. Wow, bánh mới ra lò thơm phức, xinh hết nắp luôn quý khán giả ơi. So sánh với cái trứng gà thì nó tầm cỡ này. Bánh nó nhỏ xíu như vậy, chắc ăn cũng phải cỡ 1 chục đổ lên mới no quá hay vậy. Có người có thể ăn 20-30 cái luôn đó chị. Mà bánh xíu xíu như vậy thì mình bán giá như thế nào? Đối với cái bánh bí đỏ này á, thì một hộp là 18 cái 30 ngàn. Còn cái bánh thanh long á, thì một hộp 25 cái 30 ngàn. Còn cái này là bánh mì thịt nè. Một ổ thì khi em dùng thịt xong em bán một ổ 4 ngàn. Anh Quỳ Phim đi theo em. Đối với bánh mì lạc, bánh mì thịt thì ở phía bên đây tiệm sẽ phối mix 5 nhân, 5 vị khác nhau. Quý khán giả có thể thấy ở đây là có thịt nguội chả lụa nè, pate gan, chà bông và trứng cút nữa. Một hộp bánh 5 vị như thế này là có giá 20.000 đồng, vừa đủ cho một bữa sáng. Giang ơi, sau một thời gian bán bánh thì mình thấy phản ứng của khách hàng như thế nào? Đa số khách nhận được bánh đều phản hồi lại là em ơi bánh ngon quá, bánh dễ thương quá. Còn các bé thì bé nào cũng ăn lại lần nữa. Làm cho em bé thì chắc là mình cũng phải tuân thủ thêm những cái tiêu chí riêng ha. Dạ đúng rồi, lúc nào em cũng đảm bảo cái tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Em luôn luôn chú trọng đến sức khỏe của bé, cho nên là bánh của em hạn chế bỏ phụ gia cho trong bánh lắm chị. Tiệm bánh nhỏ của Thùy Dân không chỉ hướng tới khách hàng nhỏ tuổi, mà sắp tới đây cô gái 8X này còn hợp tác với một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ngoài cung cấp sản phẩm bánh sạch, đây sẽ là nơi học hỏi trải nghiệm của các bé. Những chiếc bánh tí hon với nét sáng tạo không quá lớn, nhưng ít ra nó sẽ giúp những người trẻ như Thùy Dân tự tin hơn khi khởi nghiệp, dù đang mùa dịch giả.